Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trước ngày hội tòng quân. Trong số 9 thanh niên xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, có một nữ duy nhất là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã tình nguyện viết đơn để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Nguyễn Thị Quỳnh là nữ tân binh có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, một cô cha khi vừa tròn 2 tuổi, một mình mẹ vất vả nuôi em và anh trai ăn học trưởng thành. 2 năm trước, Quỳnh tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ra trường em được nhận vào làm cho một công ty trên địa bàn thành phố Thanh Hóa với mức thu nhập gần 15 triệu đồng. Tuy nhiên, em vẫn quyết định gác lại công việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đóng góp sức trẻ để xây dựng bảo vệ quê hương. Khi còn nhỏ thì em được ngắm nhìn hình ảnh bố và các chú bộ đội thì em đã ao ước là được khoác lên mình là một bộ quân phục. Và sau này khi em học xong 4 năm đại học, ra trường và đang có công việc ổn định thì em còn nắm được thông tin là đang có tuyển quân nhân nữ thì em cũng đã tình nguyện. Em nhận thấy là mình đang còn trẻ và mình thích cái môi trường quân đội, muốn được học tập, rèn luyện và cống hiến, cho nên em đã viết đơn tình nguyện xin tham gia nhập ngũ. Và em tin là trong cái khoảng thời gian em nhập ngũ thì em sẽ luôn cố gắng là hoàn thành tốt tất cả những cái nhiệm vụ được giao để xứng đáng là một người công dân tốt với Tổ quốc. Từ nhỏ, hình ảnh chú bộ đội luôn đẹp trong tâm thức Quỳnh. Bởi khi còn sống, người cha kính yêu của Quỳnh cũng từng là bộ đội. Quyết định này cũng được anh trai và mẹ nhất mực ủng hộ, động viên và khích lệ để cho Quỳnh thêm vững tin trong chặng đường phía trước. Ý nguyện của tôi là mong sao cháu vào quân đội thì cháu có được học hỏi một cái môi trường tốt, rèn luyện một đức tính tốt để trở thành một công dân tốt cho đất nước, cho gia đình và cho xã hội. Vẫn biết rằng môi trường quân ngũ đối với một nữ quân nhân sẽ rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng Quỳnh cũng như gia đình đã sẵn sàng cho ngày nhập ngũ để em thỏa mãn ước mơ. Đó là được cống hiến, rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong môi trường mới, được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.